Chào các bác, em tôi đang đang đây cũng hơi 9 giờ tối rồi. Đây có một anh khách quen, anh đặt anh gọi rượu muộn quá, em phải ra vườn múc rượu nho rừng hạ thổ rồi. Đây thì em bóp nho được một tháng bắt đầu lên thổ ấy, nhìn nhá, thơm lức, nho rừng thơm lức luôn các bạn. Đó, nho rừng thơm lức rồi. Đây sẽ còn luôn là can. Đây em lọc một lần rồi nhé. Hôm em cách đây hơn một tháng trước thì em sẽ bóp nho, lọc hết cái phần thịt nho. Giờ em để cho cái thịt lắng xuống đầy chum, thì em sẽ lọc thêm lại một lần nữa để cho rượu nó sạch hẳn hết những cái cặn thịt nho đó. Đây là cái thịt nho nhé các bác nhé, cái quả em bóp hết ra rồi, thơm lắm rồi. Đang nhìn cái màu rượu nho hạ thổ gần 2 năm rồi, rất là thơm, nhìn như một rượu vang luôn. Em ngâm nho đặc rất là thơm. Wow, thẩm rượu nho này uống Tết các bác này. Yên tâm luôn, rất là ngon. Chạy chùm trong nữa, nho mưa rừng ở trong nữa. Em cần cái rượu nho tiếp khách cho bác cứ gọi cho em Tân Tân Giã nhé. Em Tân Tân Giã phục vụ 24 trên 24 luôn. Khi mà em không đi rừng thì em sẽ phục vụ các bạn 24 trên 7 luôn. Còn hôm nay em đi rừng thì sẽ có người ở nhà thiết kế cho các bác. Các bác yên tâm các bác nhé.